Phạm giới tiên tôn tập 33 Tâu trùng thấy vậy cũng còn chút ngượng ngùng chờ sau khi bùi Việt Chi rời đi hạ thấp giọng nói với Huệ Thế Trần Thiên Nhân, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không? Nên dù sao cũng là địa bàn của bùi gia mà Không sao đâu Thật ra thì hắn hẳn đã biết thân phận của ta lại cũng không có động thái gì Chuyện này ý nghĩa đây là bùi Thiên Nhân kia rồi Huệ Thế khoát tay một cái mỉm cười nói Tống tiên sinh vội vã trở về có phải là có tin tức về tiên tôn không? Không sai, tiên tôn ngay tại thành Quan Châu. Tông trùng gật đầu nói, tốt quá rồi. Vậy thế lập tức hưng phấn hẳn lên, vui vẻ nói, đi cùng ta thu thập một chút lễ vật. Lập tức cùng ta đi bái kiến tiên tôn thôi. Ta nhưng mà đã góp nhặt rất nhiều tin tức, đang chờ báo cáo cho tiên tôn đây. Sau khi bùi việt chi đi ra nạp hiền đường, tĩnh tâm trầm tư trong chốc lát, liền làm ra quyết định. Hắn gọi người làm trầm giọng phân phó, chuẩn bị xe ngựa, lại cầm tới một cái hộp trái cây thái ra ra thích ăn cho ta, đưa ta đi biệt viện dưỡng tâm Thành Nam. Biệt viện dưỡng tâm chính là trụ sở của vị bùi hiền nhân kia, là chủ sự của nhà họ bùi ở Đâm Giang bây giờ, cũng là chỗ nọng cốt nhất. Dưỡng tâm biệt viện đã xây dựng vào 70 năm trước, lúc đó nhà họ bùi ở Đâm Giang dưới sự dẫn dắt của bùi thanh thư hoàn toàn thách khỏi chín họ 24 nhà. Hơn nữa còn cùng với Hoàng Thất Đại Chu và Đạo Nhất Cung bắt đầu hợp tác thân mật không hề chịu đến tiền bồn áp chế. Kể từ đó về sau, danh vọng của Bùi Thanh Thư ở Bùi Gia như mặt trời ban trưa, dần dần trở thành chủ sự của cả gia tộc, cũng là nòng cốt của cả gia tộc. Toàn bộ Bùi Gia dường như đang hướng về một độ cao mới phát triển. Nhưng Bùi Thanh Thư rất rõ, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, thực lực của tiền bồn xa xa không phải mình có thể so sánh. Nếu như không phải vì còn vị kia của đạo nhất cung cùng với cửu lão của tiền bồn lại có chút vấn đề chỉ là dựa vào bản thân cùng với vị kia trong hoàng cung đại chu căn bản không thể đủ để đối kháng lại chín đại thiên môn vì vậy sau khi tách riêng thành công hắn liền phái người xây dựng tòa dưỡng tâm biệt viện này chuyên môn dùng để tu luyện đấy chỉ có tăng lên thực lực của mình mới có thể để cho nhà họ bùi ở đâm sang kéo dài và phát triển tiếp bằng không chưa sau khi chính mình chết giả cả giai tộc cũng chắc chắn tan thành mây khói cũng may trải qua bảy chục năm tu luyện Bùi Thành Thư cũng có đủ lực lượng cáng cượng chống lại tiền môn. Nhưng mà gần đây, thế tục rốt cuộc đã biến đổi. Sự cân bằng này sắp bị phá vỡ. Bùi ra lại gặp phải nguy hiểm rồi. Dưỡng tâm biệt viện là một khu nghỉ ngơi tạo hình tinh xảo. Mặc dù kích thước không hề lớn, nhưng được dưng là một bước cũng có phòng cảnh đấy. Hiển nhiên, mỗi một chỗ này biệt viện đều là trải qua suy nghĩ tài tình, rừng trúc, giả sơn, bơ hồ. Bùi Thanh Thư đang ngồi trên một cái ghế đá trong đình viện bên bờ hồ. Người mặc áo dài màu xanh nhạt, trong tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, quạt gió cho lò lửa nhỏ bằng đất đỏ. Bình xứ phía bên trên sùng sục sùng sục và bốc hơi sôi. Trong không khí tràn đầy mùi trà thấm tim gan người ta. Bộ răng của hắn lúc này nhìn đã hơn 40 tuổi, dùng mạng mặc dù vẫn anh Tuấn, nhưng năm tháng đã để lại vết tinh trên khuôn mặt của hắn. Khoe mắt của hắn xuất hiện nếp nhăn, râu cũng có chút rậm hơn. Chẳng qua là ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng thâm thúy, dường như ẩn chứa bí mật vô tận. Lúc bùi việt trì đến nơi đây, bùi thanh thư mới vừa đem một lò nước trà này nấu xong. Hơ, 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 cháu ngoan, tớ thật là đúng lúc đấy. bùi thanh thư thấy hắn tới, nhất thời liền nở nụ cười nói. Sau đó, hắn trực tiếp đem bình giữ nóng phòng tay nhấc lên, lấy hai cái chén ngọc tinh xảo, Xót đầy nước trà mùi hương thơm mát vào trong, cười mà nói. Tớ nếm thử một chút, trà xuân sương hương lộ này chính là phải uống lúc nóng hồi thì mới có mùi vị ngon. Xin đà tà thái ra ra. Bùi Việt trí như thường lệ sát tới, đem hộp quả trái cây để ở một bên, cầm lên một cái chết ngọc trong đó, tìm bị thưởng thức một ngụm, thở dài nói, rằng bồi lưu hương trà ngon thật. <laughs> Đương nhiên là trà ngon rồi. Bùi Thanh Thư cười nói, trà này là đồ chơi hiếm có trong hoàng cung đại chu Thái xa xa ta cố ý từ bên trong đem ra đấy. À, chuyện này... Quỳ Việt Trị á khẩu không trả lời được, không biết để nói cái gì đây. Ở trong Hoàng Cung Đại tru lấy đồ, trong thiên hạ này, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi vị thái gia gia nhà mình dám làm thôi. Được rồi, không đùa người nữa. Vui thanh thư buông xuống chén ngọc trầm giọng nói. Cháu ngoan à, nhìn vẻ mặt lo lắng của người là gặp phải khó khăn gì rồi phải không? Khó khăn thật ra cũng không phải, chẳng qua là có một chuyện không biết nên xử lý như thế nào. Nghĩ muốn hỏi thay ra gia rằng một câu thôi Bùi Việt Chi hơi nghĩ ngợi Sau đó nói Ngài biết con làm một cách nạp hiền đường Có một tên phụ tá Nói kỹ một chút nào Bùi Thanh Thư đã rót cho mình một ly trà Nhẹ nhàng gật đầu um, Tên phụ tá này tên là Trần Thế Huệ Cao thủ thân cảnh Là con chương bộ vào ở vào hai tháng trước Bùi Việt Chi giới thiệu Hắn làm chuyện gì cũng ngay ngắn rõ ràng Đoạn thời gian trước còn chưa bộ được hai vị thiên nhân ở phương diện năng lực, hắn không nghi ngờ chút nào là hết sức xuất sắc. Nhưng gần đây còn phát hiện hắn quá không tầm thường. Thực lực của hắn hẳn là hơn xa thần cảnh, còn có thể là nhân tiên hoặc là địa tiên, thậm chí còn cao hơn. Kết hợp với thời gian ngắn hắn hiện thân, còn còn có chút hoài nghi, hắn chính là cái tên thiên nhân hạ giới gần đây, huyền náo nhốn nháo khắp nơi, bị chính đại thiên bồn điền thủ đụng bắt. Ồ, oh! bùi thanh thư nghe vậy khẽ ổ lên một tiếng, hơi trầm ngâm vuốt cảm nói. Nếu thật là cái vị thiên nhân hạ giới đó, quả thật là phải coi trọng. Đứng sau lưng hắn có thể là một vị đại năng đệ ngũ cảnh giới đỉnh phong. Đệ, đệ ngũ cảnh đỉnh phong sao? Bùi Việt Trinh nghe vậy có chút ngây người, kinh ngạc nói. Thái ra gia ngài đã nói cảnh giới đệ ngũ của tiên giới sao? Cõi đời này còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy à? Chúng ta chưa từng thấy cũng không có nghĩa là không có. Bùi Thanh Thư có chút thổn thức nói. Đừng nói là cảnh giới đệ ngũ của tiên giới, coi như là tầng thứ cao hơn cũng nhất định là có đấy. Vậy, vậy con bây giờ phải làm gì ạ? À? Bùi Việt Chi bây giờ cả người đều có chút ngờ ra, làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình đã chiêu mộ được một nhân vật lợi hại như vậy. Thu hạ của đại năng cảnh giới để ngũ tiền giới ư, quá bất hợp lý rồi. Không cần phải hoảng, nếu hắn có thể ở nơi này của người an an ổn ổn làm việc hai tháng, liền ý nghĩa là không có ác ý gì với chúng ta, Vui thanh thư mỉm cười rồi nói coi như hắn thật sự có ý gì thiên nhân tầm thường đối với thái gia xa ta mà nói cũng không coi vào đâu võ công hắn tù luyện hết sức đặc thù cũng không phải là võ công trên ý nghĩa bình thường mặc dù cảnh giới tối cao chỉ tới tầng thứ tương tự với thiên nhân nhưng chỉ cần tiếp tục tù luyện sức mạnh đến có thể tăng trưởng liên tục không ngừng nghỉ thực lực tự nhiên cũng có thể một mực tương cao cho đến ngày nay thực lực của hắn thậm chí đã vượt qua thiên quân, đã tới tầng thứ có thể so với Phật đà. Ở dưới tình huống cửu lão của tiên môn không cách nào ra tay, thực lực như vậy đã đủ để cùng tiên môn chống cự. Có điều bụi thành thư bỗng nhiên truyền đề tài, trầm giọng nói. Trần chính phải chú ý, vẫn là vị đại năng phía sau người này. Nếu như vị đại năng kia thật đi tới thiên khử giới, chắc chắn sẽ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cháu trai, người phải thường xuyên lưu ý động tĩnh của hắn, vị đại năng sau lưng hắn cũng đối địch với tiền môn địch nhân của địch nhân thì có hy vọng trở thành bạn bè có lẽ hắn có thể trở thành mình hữu của chúng ta thái ra ra còn đang muốn nói đây bùi việt chi nghe vậy vội vàng nói có lẽ vị đại năng ngài nói kia đã tới rồi sau đó hắn liền đem mọi chuyện tống trung đừng hoài nghĩa đi huyện quan châu và cùng với chuyện tống trung một mình trở về lại dường như có chuyện bí mật gì phải nói cho trần thế huệ biết nói ra một lần phán đoán của người không sai bùi thanh thư gật đầu một cái thần sắc cũng biến thành cưng trọng đem ly trà buông xuống vì đại năng kia có lẽ đã đến huyện thành quan châu ta hẳn là phải đi gặp hắn một chút thái ra ra điều này điều này quá nguy hiểm bùi việt chi nghe vậy nhất thời liền luống cuống tay chân ngày mới vừa rồi cũng nói người kia có thể là một vị cường giả cảnh giới đệ ngũ của tiên giới đấy hắn càng mạnh thì ta càng muốn đi cũng nhất định phải đi. Bùi Thành Thứ lắc đầu một cái đứng dậy, nhìn Bùi Việt Chi trầm giọng nói. Đây có thể là một người đồng minh của chúng ta đấy. Ta phải đi gặp hắn. Hơn nữa, còn phải lộ ra đầy đủ tôn trọng, tranh thủ hợp tác, tranh thủ liên thủ. Nếu không bùi ra chúng ta, còn có đại chu, thậm chí là đạo nhất cung đều gặp nguy rồi. Đây, thái Già Già. bộ chính là chính đại thiên môn sắp có động tác gì sao? Bọn họ có thể làm gì? Bùi Việt Chi cốc bút bề màng nói từ sau khi nhà họ bùi ở lâm giang tách riêng ra cùng hoàng triều đại chu và đạo nhất cung thành lập nên liên minh chính đại tiên môn vẫn luôn không lộ ra tính chất công kích đặc biệt mạnh sau đó hắn cũng cho rằng song phương là thế lực ngang nhau nhưng bây giờ nghe qua ý của thái gia gia mình cũng không giống là như vậy trải qua bảy chục năm bình tĩnh đều bắt nguồn ở việc cửu lão trong tiên môn không cách nào bình thường ngang tay cùng với cái vị kia của đạo nhất cung vẫn còn đó Bùi Thành Thư lắc đầu thở dài nói Bây giờ không sống vậy nữa rồi Bùi Việt Chi nghe vậy Rơi vào trầm tư Hắn hiểu được loại chuyện tầng thứ này Đã không phải là hắn có thể chạm đến Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Chứ mình chẳng qua là tới hỏi một chút chuyện Của Trần Thế Huệ Lại sẽ tiếp xúc được bí mật liên quan Đến giống con của cả gia tộc Được rồi Lời Thái xa xa vừa mới nói Người ghi nhất trong lòng là được Chớ cùng người khác nói ra Bùi Thanh Thư nhẹ nhàng sờ đầu của cháu mình, mỉm cười nói tiếp. Chuyện này giao cho Thái Gia Gia xử lý là được rồi, người cứ làm tốt chuyện của mình đi. Thái Gia Gia, những như vị đại năng kia gây bất lợi cho ngài thì sao? Bùi Việt Chi lo lắng nói. Vậy thì cũng phải đi, đây là cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ, toàn bộ bụi gia của chúng ta có thể nằm chờ chết rồi. Thái độ của Bùi Thanh Thư rất kiên quyết, sau đó hắn như là nghĩ tới điều gì, trực tiếp xoay người trở về phòng. Chỉ chốc lát sau, khi hắn từ trong phòng đi ra, trong tay nhiều thêm một phong thư được niêm phong lại. Trong ngoan của ta, nếu mà ta không thể trở về, người liền đem phong thư này đưa đi hoàng thành đại chu, tìm một nữ đế tên là Dư Vi. Nàng sẽ đem phong thư này đưa đến chỗ cần đến. Bùi thanh thư đem phong thư này giao cho bùi Việt Chi. Thái gia gia, ngài thật là muốn đi như vậy sao? Bùi Việt Chi không nén nổi bi thương trong lòng. Hắn đã cảm giác thái gia gia của mình là làm xong chuẩn bị liều chết. Dù sao, đối phương cũng có thể là một vị đại năng cảnh giới đệ ngũ trên tiền giới, cùng cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là chuyện ta phải làm rồi, Bùi Thanh Thư trầm giọng nói. Sau đó, hắn đến đứng dậy, rời đi khỏi ngôi biệt viện này. Lúc bay trên bầu trời, Bùi Thanh Thư nhìn một chút phương hướng Hoàng Thành Đại Chu thầm nghĩ trong lòng. Nếu là lần này không về được, chuyện tình tìm tiền tôn cũng có thể giao cho ngươi thôi. Cuối cùng hắn bình ổn tâm trạng một chút, hướng phương hướng huyện thành Quan Châu mà bay đi. Nhờ vào cơ hỏa viêm long trợ giúp, vậy thế đi đường tốc độ cực kỳ nhanh. Tông Trung vừa mới tới quận thành Đâm Giang, hắn điền lại dẫn Tông Trung quay trở về huyện thành Quan Châu. Toàn bộ quá trình đều không tốn thời gian là mấy. Sau khi đi tới thành Quan Châu, hai người chạy thẳng tới chỗ khách sạn thôi hàng ở. Điều này tự nhiên, liền bị tôn vạn thế bí mật quan sát chú ý tới trong lòng càng tin chắc người trong khách sạn này tuyệt đối là có vấn đề rồi. Chẳng qua vẫn là phải chờ đến khi thời cơ thích hợp, cùng với đem tình huống bên trong dò xét rõ ràng rồi mới có thể hành động được. Nhưng ngay khi tu bạn đoạn thế tránh ở trong tử lâu, suy nghĩ kế hoạch hành động của mình, linh giác của hắn bỗng nhiên rung động, cảm thấy có một cỗ khí thức cực kỳ to lớn từ quần thành lâm giang bên kia bày tới. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cỗ khí thức này cảm giác có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là... Tôn Văn Thế cau mày mà nhìn lên bầu trời. Một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt chợt ngừng động lại. Bùi, bùi thanh thư, hắn làm sao lại tới nơi đầy chứ? Bùi thanh thư. Cái tên này đối với thiền nhân tiền bồn mà nói gần như là một cấm kỵ. Vào 70 năm về trước, nhà họ bùi ở Lâm Giang vẫn chỉ là một con chó chịu cai quản của huyền hoàng thiên cung. Nhưng từ sau khi tên bùi thanh thư này đột nhiên xuất hiện, nhà họ bùi ở Lâm Giang liền thoát khỏi sự khống chế của tiền bồn tự lập môn hộ đây là một cường giả hoàn toàn không dựa vào đan dược của tiên môn trở thành thiên nhân. Dĩ nhiên là khiến cho toàn thể một đám tiên môn coi là kẻ thù mà nhắm vào. Lúc đó, Bùi Thanh Thư mới vừa tuyên bố nhà họ Bùi ở Lâm Giang độc lập. Huyền Hoàng Thiên Cung điển phái ra hai vị thiên nhân muốn lùng bắt hắn. Những tiên môn khác cũng đều làm xong chuẩn bị xem kịch vui. Dù sao từ xưa tới nay, thế tộc hào phú nào dám cả gan phản kháng tiên môn cũng không phải là không có. Nhưng đều không ngoại lệ, sẽ bị nghiền ép triệt để, bị coi là công cụ để giết gà dọa khỉ. Trong mắt của rất nhiều cường giả tiền bồn, nhà họ bùi ở Lâm Giang chẳng qua chỉ là một con gà nhảy ra mà thôi. Nhưng kết quả cuối cùng lên ngoài dữ liệu của mọi người. Hai gã thiên nhân của huyền hoàng thiên cung kia trực tiếp bị bùi thanh thư đánh cho trọng thương, gần như là bị giết ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cuối cùng bùi thanh thư còn vách người đem hai gã thiên nhân kia đưa về tận huyền hoàng thiên cung. Đại năng thiên tiên của huyền hoàng thiên cung vì vậy mà giận dữ, trực tiếp phó tới quận thành Lâm Giang, muốn tự tay giết chết bùi thanh thư, nhưng lại chỉ có thể cùng bùi thanh thư đánh ngang tay, căn bản là không cách nào có thể bắt được hắn. Lấy phong thái thiên nhân, chiến hòa thiên tiên, đây là chuyện từ xưa đến nay chưa hề có, đi khắp thế gian cũng đều kinh ngạc. Trải qua trận chiến này, bùi thanh thư danh chấn thiền khử giới, song cũng chính bởi vì nguyên nhân ấy hắn chính thức bị những tiền môn khác nhìn chằm chằm. Bắt đầu không ngừng có đại năng thiền tiền của tiền môn tìm đến nhà họ bùi ở Lâm Giang gây phiền toái. Nhưng không có một người nào có thể đem bùi thanh thư đánh bại được. Trái lại, càng làm cho uy danh của hắn càng vang dội hơn. Hơn nữa, ở sau khi bùi thanh thư giành trấn thiên hạ không lâu, Hoàng đế Đại Chu từ trước đến giờ đều vô cùng cùng thuận đối với tiền môn, đột nhiên tuyên bố thoái vị nhưng ngôi vị hoàng đế ra. Đăng cơ xương đế là một vị nữ nhân hoàng tộc rất trẻ tuổi, lại cũng là một vị thiên nhân. Hơn nữa không lâu sau khi vị nữ đế này đăng cơ, liên cùng nhà họ bùi ở lâm giang bên này thành lập liên minh, to vẻ sẽ cùng tiến cùng lui, đồng thời chống cự sự chèn ép của tiên môn. Loại hành vi này trực tiếp chọc giận chiến đại tiên môn rồi. Đông đảo thiên nhân, thiên tiên tụ tập đến quận thành lâm giang, coi như là chu thiên tinh đấu các từ trước đến giờ rất cẩn thận cũng không nhịn được tham dự vào liên thủ lại cùng bọn họ muốn tru diệt bùi thanh thư cùng lý minh quỳnh thậm chí có lời đồn là ngay cả đại thăng cấp thiên quân đều đã núp trong bóng tối tùy thời chuẩn bị động thủ nhưng ngay thời khắc mấu chốt cây vị kia của đạo nhất cung bỗng nhiên giáng xuống một đạo pháp chỉ trực tiếp đè ép khiến cho đám người tiên môn tại chỗ vô lực phản kháng đồng thời đạo nhất cung cũng cùng hai nhà này kết thành liên minh trận tiền thủ vây công này của chín đại tiên môn vì vậy mà không phải giải quyết được gì dừng ở ngày lúc đó. Mặt mũi của chính đại tiên môn vì vậy mà mất hết. Chẳng qua khi đó vẫn không có ai đem nhà họ bùi ở Lâm Giang cùng nữ đế đại chu coi ra gì. Ở trong mắt của rất nhiều người, thế được hai gia này chẳng qua chỉ là bị đám nhất cùng che chở mà thôi. Nhưng từ 30 năm trước bắt đầu, bùi thành thư cùng Lý Minh Quỳnh liên dần dần trở thành cấp kỵ của người trong tiên môn. Hai người này từ 30 năm trước bắt đầu liền bắt đầu khắp nơi đánh giết thiên nhân của chiến đại thiên môn, thậm chí là thiên thiên. Hơn nữa, đều là tách ra hành động, độc lập hoàn toàn, nhật kịch tất sát, chưa bao giờ kéo dài. Ngăn ngồi trong vòng mấy năm, nên có hơn bởi tên thiên nhân và các thiên tiền ngã xuống. Mà bùi thanh thư cùng nữ đế đại chu đều là không mất một cọng tóc. Căng Lý kỳ là cảnh giới của hai người bọn họ vẫn là tầng thứ thiên nhân, nhưng cũng đã có thực lực nghiền ép thiên tiên để biết rõ ràng điều bí mật này chính đại tiền môn một lần nữa phát động công kích đối với hai người bùi đi cuối cùng trực tiếp dẫn tới một tên thiên quân ngã xuống từ đó trở về sau tên của hai người bùi thanh thư cùng lý minh quỳnh là bóng ma cùng cấm kỵ của tất cả mọi người trong tiền môn sẽ tận lực tránh nhắc tới gần 30 năm nay thế cục ổn định cũng là bởi vì trận chiến ấy mà có ổn định thời gian lâu dài bất luận là nhà họ bùi ở lâm giang hoàng thất đại chu hay là thế tộc hảo phú hoặc là đông đảo tiền môn đều theo bản năng cho là tháng ngày này sẽ một mực tiếp tục ổn định. Nhưng bây giờ, Tôn Vạn Thế lại phát hiện mình có thể là nghĩ lầm rồi. Buổi thành thư cuối cùng cũng đến. Hắn mới gặp cái tên thiền nhân hạ giới lúc ở trong thành Quan Châu. Mục đích căn bản chỉ sợ là muốn gặp vị cường giả sau lưng tên thiên nhân hạ giới này. Nghĩ tới đây, Tôn Vạn Thế bỗng nhiên cảm thấy rùng mình trong lòng hiện ra cảm giác sợ hãi nồng đậm không khỏi thầm nói sư tôn nói không có sai ta tiếp cận trận đấu đá này có lẽ thật đúng là đang tìm cái chết vì vậy hắn quyết định thành thành thật thật đi thật nhanh trực tiếp lặng lẽ rời đi huyện thành quan châu đi đến chỗ sơn động lúc trước sư phụ nhà mình ở nhưng mà mới vừa vào sơn động tôn vạn thế cũng cảm giác có điểm không đúng làm sao lại quạnh quẽ như vậy ký tức của sư tôn đều không có ở đây chẳng lẽ sư tôn sư tôn trong lòng hắn hoảng hốt vội vàng vọt vào trong tôn vạn thế đi tới bên trong động phủ phát hiện nơi này ngay cả một cái bóng người cũng không còn chỉ lưu lại một phong thư hắn đem phong thư cầm lên nhìn qua một lần tức thì khoe miệng co giật đồ nhi ngoan nơi này quá nguy hiểm sư phụ ta đi trước người đều thấy tin cũng bảo bảo đi đi sư tôn chạy rồi à còn là chạy một mình nữa chứ đều không dẫn ta theo sao tôn vạn thế đầu tiên là cảm thấy cạn cả đời Ngày sau đó liền cảm thấy khủng hoảng rồi Sư tôn đều quả quyết trốn như vậy Chính mình nếu mà con cứng đầu muốn đi dò xét Vậy thật là tìm cái chết đấy Đi, đi thôi, phải đi thôi Nhưng mà khi hắn đi ra khỏi sơn động chợt gặp được một con tiểu hỏa long cỡ nhỏ Đang lơ lửng giữa không trung Hướng về phía hắn, chớp chớp mắt Không gian bốn phía bỗng nhiên trở nên nóng vòng vòng tay Nhưng mà tôn phản thế lại cảm giác Tay chân của mình phát rét Như rơi vào trong hầm băng trong khách sạn huyện thành Quan Châu. Huệ thế mang theo tâm tình vô cùng kích động, gặp được Thôi Hằng. Hắn một mực cung kính hành lễ nói. Huệ thế ra mắt tiền tôn. Tông trùng ở bên cạnh hắn cũng vội vàng hành lễ theo. Không cần đa lễ. Thôi Hằng khoát tay một cái, lộ ra vẻ nhìn một chút, đường hoài nghĩa cùng Tông trùng bên cạnh, nói với Huệ thế. Việc cây làm hơn hai tháng nay, ta cũng nghe hai người bọn họ nói qua, làm rất không tồi. Thuộc hạ, đều là tuân theo nhiệm vụ tiên tôn ngài bố trí mà làm thôi. Huệ Thế lấy xuống lễ vật trên lưng của mình, từ bên trong lấy ra từng quyển sách dâng tặng cho tôi hằng. Thưa tiên tôn, những thứ này chính là một in tình huống thực tế để từ dò xét đến ở quận thành Lâm Giang này. Rất tốt. Tôi hằng đối với Huệ Thế hết sức là hài lòng. Sau khi đem những loại sách vở này nhận lấy, thu vào trong tay áo, bỗng nhiên như là có lòng cảm giác như một chút bên ngoài, kẻ cười nói các người thấy vị bùi thiên nhân của nhà họ bùi như thế nào? Bùi thiên nhân ư? Vậy thế nghe vậy sững sờ, sau khi hơi nghĩ ngợi thì nói. Thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua vị bùi thiên nhân này, nhưng mà thông qua giao lưu cùng với một số người trong bùi gia, cùng với một số người trong quận thành Lâm Giang, có thể biết vị bùi thiên nhân này danh vọng cực kỳ cao. Trong một vài tình huống, thuộc hạ ra đường cũng tỏ rõ, vị bùi thiên nhân này mặc dù chỉ là thiên nhân thôi, nhưng lại có thực lực có thể so với Phật Đà là một trong những cường giả mạnh nhất của thời này theo sinh hoạt của bách tính trong quận thành lâm giang đến mà xem xét hắn chắc không phải là một người sẽ chèn ép trăm họ làm mưa làm gió nói tóm lại thuộc hạ cảm thấy người này hẳn là không xấu không xấu là được rồi thôi hằng nhẹ nhàng gật đầu lại nhìn về phía đường hoài nghĩa cùng tống trung mỉm cười nói hai vị cảm thấy thế nào ta ư chúng ta sao đường hoài nghĩa cùng tống trung nghe vậy trố mắt nhìn nhau ngay sau đó đều có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu một cái. Tiên tôn đã, chúng ta chỉ là nhân tiên, hiểu biết về buổi thiên nhân giới hạn trong tin đồn, mà một ít đời đồn này phần lớn đều là tin môn tung ra. Đường Hoài Nghĩa cười khổ nói, ở trong biểu tả của người trong tiên môn, buổi thiên nhân tàn nhẫn thích giết chóc, mỗi ngày đều muốn ăn trẻ nít, thật là không phải là người. Ta cũng nghe nói giống như vậy. Tông trung đầu tiên là gật đầu phụ họa, sau đó lại cường điệu nói, người trong tin môn ích kỷ lại vô sỉ nhất định khi đó vì bôi nhọ bụi thiên nhân tung tin thảm khắp nơi các người chờ lát nữa đều có thể gặp hắn một chút thôi hằng mỉm cười rồi nói hả cái gì cả bụi thiên nhân ư ba người nghe vậy thì đều lập tức ngẩn ra chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube tuấn anh studio bùi thanh thương lúc này đã vào thành để tỏ lòng tôn kính đối với vị đại năng hư hư thực thực thuộc cảnh giới đệ ngũ kia. Hắn từng bước từng bước hướng tòa khách sạn kia đi tới. Đi qua con đường này, đi ngang qua cảnh tượng phồn hoa hưng thịnh nơi đây. Trong lòng của Bùi Thanh Thư cảm khái rất là nhiều. Cũng không biết chính mình năm sau còn có thể thấy được quang cảnh như vậy hay không. Và giờ phút này, trong lòng của vị thiên nhân danh chấn hoàn vũ này hết sức là phức tạp. Bước chân không tự chủ được chậm hơn rất nhiều. Khi càng ngày càng đến gần tòa khách sạn kia, Hắn liền cảm giác sự cảm khái trong lòng của mình càng nặng. Thậm chí, cảm giác trong tâm linh của mình cũng bắt đầu tràn ra các loại ký ức về quá khứ. Khi còn bé từ chất cao tuyệt, buôn người chú ý, ý chí hăng hái, sau đó hai chân chịu khổ bị phế, rồi bị người ta oán giận, đối xử lạnh nhạt, cùng với lạc vào tiên cảnh, thấy được tiền dược tiền tôn ban thưởng, lần nữa khôi phục lại sức khỏe, cũng thấy được một quyền bảo điển thần công thay đổi vận mệnh Tiếp nữa chính là các loại việc trải qua sau khi thành tựu thiên nhân. Còn có chút việc nỗ lực làm cùng Liên minh Quỳnh để tìm tiên tôn. Từng chuyện một, từng cảnh tượng hình ảnh nhào nhào hiện lên trước mắt hắn. Điều này làm cho biểu tình trên mặt của hắn trở nên hết sức phức tạp. Trong lòng của Bùi Thanh Thư không nhìn được thầm đói. Ê chà, chẳng lẽ đây là bản năng của ta đang quấy phá? Theo bản năng cho rằng ta lần này chắc chắn phải chết. Đây là sớm báo động cho ta rồi sao? Mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị điều chết, nhưng khi sắp gặp một vị nhân vật mạnh mẽ như vậy, vẫn đã có tránh khỏi có chút thấp thỏm lo âu. Có điều hắn dù sao cũng đang người trải qua sóng to gió lớn trên đời này. Sau khi hít sâu một hơi, Bùi Thanh Thư điều chỉnh tâm trạng đi vào khách sạn này. Các hạ là... Trường Sông Minh ngăn cản hắn lại. Để cho hắn vào đi. Thanh âm của tôi hằng từ trên đầu chuyển tới. Bùi Thanh Thư nghe được âm thanh này tức thì cứng đơ trái tim vốn đang có chút thấp thỏm nhất thời hồi hộp hẳn lên. Biểu tình trên mặt trở nên vừa mừng vừa sợ, càng nhiều hơn chính là sự khó tin. Xin mời. Trường dông mình đường đường, không có chú ý tới trạng thái khác thường của buổi thanh thư. Đà, đa thả. Buổi thanh thư sau khi mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình lại có chút phát run. Sau đó hắn từng bước từng bước đi lên thang lầu, đi tới trước cửa phòng chỗ thôi Hằng đang ở. Tiền bối, dâm. Với lúc đó, hai cánh cửa gian phòng tự động mở ra. Thôi Hằng đang ngồi ở bên trong nhìn Bùi Thanh Thư, cái cười đói. Hơn một trăm năm không gặp, người đã gọi ta là tiền bối rồi. Tiền, tiền tôn. Bùi Thanh Thư xưng hô như thường, vì trên đất. Ký ức phủ đầy bụi ở trong đầu 150 năm qua, bỗng nhìn toàn bộ đều trào dâng lên trong đầu. Đệ tử Bùi Thanh Thư ra mắt thiên tôn. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thôi Hằng, cảm giác kinh hỉ không gì sánh kịp Bán cái tràn ngập trong đầu bụi thanh thư. trăm năm truy tìm, trăm năm tìm kiếm, rốt cuộc mới gặp lại tiền tôn. Chuyện này làm cho hắn kích động không thôi, thậm chí ngay cả thân thể đều có chút phát run. Không chút nào giống với vị bùi thiên nhân khiến cho thiên nhân khắp thiên khư giới coi là cấm kỵ. Cùng lúc đó, hắn cũng đang vì cảm giác thấp thỏm của mình khi trước mà cảm thấy buồn cười. Nếu như sớm biết người ở chỗ này là tiền tôn, vì vậy mình có thấp thỏm cái gì chứ nhất định đã sẽ ngựa không dừng vó chạy tới bái kiến tiền tồn đấy lúc này đường hoài nghĩa cùng tống trung đứng ở trong phòng cũng đều sợ ngay cả người bọn họ trợn to hai con mắt không thể tin nhìn bùi thanh thư đang quỳ trên mặt đất nếu như không phải đã tận mắt trông thấy bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một màn trước mắt này bùi thiên nhân lại sẽ hướng người này quỳ lại chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi còn như thực lực tiên tôn cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi thậm chí có khả năng đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết nhưng phản ứng của bùi thiên nhân cũng không nên lớn như vậy đi hơn nữa mới vừa rồi bùi thiên nhân tự xưng cái gì đệ tử à lại là đệ tử à đừng hoài nghĩa cùng với tống trùng chú ý tới điểm này trong lòng nhất thời liền dâng lên sóng gió kinh hoàng chẳng lẽ chẳng lẽ bùi thiên nhân thật ra là đệ tử của tiên tôn à không sai nhất định là như vậy rồi bảy mươi năm trước, bụi thiên nhân đột nhiên xuất hiện, còn nắm giữ võ công không cần tam nguyên tiên đan để có thể đột phá thành tựu thiên nhân. như vậy, phía sau nhất định có người đang trợ giúp hắn đấy. thì ra, vị thối tiên tôn này ngay từ bảy chục năm trước, thậm chí hàng trăm năm trước cũng đã làm ra bố trí ở trong thiên cư giới rồi sao? đây không khỏi cũng thật là lợi hại thi. thối tiên tôn tiêu tốn tâm lực như vậy, thật đúng là bố cục hoành tráng. chẳng lẽ? là có mưu đồ kinh thiên gì hay sao? Chỉ suy nghĩ một chút xíu thôi, nội tâm của hai người cũng kính động theo, hừng phấn hẳn lên, thân thể cũng theo đó phát run cả lên. Vậy thế ở một bên cũng đang suy tư quan hệ giữa bùi thanh thư cùng với Thôi Hằng. Chẳng qua hắn càng chú ý chính là thần thái của Thôi Hằng. Ở khi thấy bùi thanh thư, ánh mắt của Thôi Hằng trở nên nhu hòa một chút, giống như là trưởng bối gặp được phản bối vậy. Chẳng lẽ Vị bùi thiên nhân này thật sự là đệ tử của tiền tôn sao? Vậy thế không khỏi suy đoán đói. Lúc này tôi hằng nhìn bùi thanh thư, lệ bái trên đất, nhìn dung mạo có vẻ hơi giàn đua của hắn, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Ở 150 năm trước, vị bùi thiên nhân này chỉ còn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ đã tóc hoa trầm rồi, khoe mắt cũng có nếp nhăn rồi. Đứng lên đi. Tôi hằng nhàn nhạt, nhạt rồi nói, tới ngồi xuống bên cạnh ta nào. Mặc dù hắn cũng không chân chính thủ bùi thanh thư làm đồ đệ Nhưng dù sao cũng coi như là có tình thầy trò Vì vậy hắn cũng không có sửa lại cách dừng đệ tử của bùi thanh thư Vâng, đệ tử tuân lại cả Bùi thanh thư mừng rỡ không thôi mà đứng dậy Ngồi trên một cái ghế bên cạnh thôi hằng Vui vẻ nói Tiền tôn, ngày tới nơi này khi nào vậy? Đệ tử, đệ tử cũng không biết ngài đến Cũng không thể nghênh đón ngài sớm hơn Hiện tại trong lòng của hắn Mừng rỡ như điền đấy bởi vì Thôi Hằng mới vừa rồi đã công nhận tiếng đệ tử này của hắn. Đây cũng là một lời tán đồng, hắn tận được theo đuổi 150 năm qua muốn có được. Hy vọng tiền Tôn coi chính mình là đệ tử, dù chẳng qua lại đệ tử ký danh cũng tốt rồi. Ta mới tới không lâu. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, quan sát buổi thành thường một chút, thở dài nói: Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, 150 năm này dường như sinh sống không phải là rất an ổn phải không? đệ tử thật sự hổ thẹn bùi thanh thư cúi đầu cười khổ nói đối với chính đại tiền môn mà nói chúng còn chính là dị đoan là cái nhất định phải tru diệt nếu không phải có vị kia của đạo nhất cung còn cùng xương bụi, phòng chừng cũng không sống được tới tận bây giờ vị kia của đạo nhất cung ư thôi hằng nghe vậy hơi nghi ngợi dò so hỏi hắn bây giờ là cảnh giới gì người có biết không hắn là ở phía trên cảnh giới đệ tứ tiền giới để ép cửu lão tiền môn nhưng lại cũng không lấy được bất tử chân tính không có chân tính thuộc về cảnh giới để ngũ tiền giới bùi thanh thư chậm chậm giải thích nhưng vì thế mà nói cái gọi là cửu lão tiền bồn hẳn chẳng qua là ở tầng thứ hai của cảnh giới đệ tứ cảnh giới thái nhất huyền tiên à tôi hằng ánh mắt hơi hơi nhào lại ý niệm trong lòng thoáng chuyển chẳng qua là loại tầng thứ này thôi sao đệ tử từ từng gặp cái vị kia của đạo nhất cung hẳn là không thể nghi ngờ Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, lại nói. Có điều cái vị kia của đạo nhất Cung nói qua. Trên người của cựu lão tiền bồn có chỗ quỷ dị, để cho hắn kinh hãi, có lẽ dính dáng đến tầng thứ cao hơn. Vị kia của đạo nhất cung bây giờ còn tốt chứ? Thôi hằng dò hỏi. Dạ thừa, thông quyền sắp hết. Bùi Thanh Thư thở dài một cái rồi nói. Chỉ cần cái vị kia của đạo nhất Cung tỏa hóa, cửu lão tiền môn liền không cố kỵ nữa, con và xương bụi phòng trừng sẽ gặp nguy có ta ở đây người không có việc gì đâu tôi hằng mỉm cười nói đệ tử đã tạ tiên tôn bùi thanh thư vội vàng hành lễ nói trong một câu như vậy thì người có biết cửu lão tiên bồn trong trạng thái gì không tôi hằng lại hỏi cửu lão tiền bồn lúc trước đang một mực bế quan gần đây có lời đồn sắp xuất quan rồi bùi thanh thư nói tiếp cái vị kia của đạo nhất cùng phán đoán là cửu lão cần áp chế lực lượng quỷ dị trong cơ thể cho nên mới một mực bế quan không ra Vậy có lực lượng quỷ dị kia là cái gì? Tôi hằng lại hỏi. Không biết, cái vị kia của đạo nhất cung cũng không có nói rõ. Bùi thanh thư lắc đầu một cái. Xem ra vẫn là phải dành thời gian đi đạo nhất cung một chuyến thôi. Thôi hằng mỉm cười đứng lên nói với bùi thanh thư. Người theo ta đi lên trời đi một chút nào. Vâng, thưa tiên tôn. Bùi thanh thư vội vàng gật đầu đứng dậy đi theo. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền cảm giác trước mắt mình mơ hồ một hồi bên tai chuyển đến âm thanh cuồng phong gào thét. Định thần nhìn lại, liền phát hiện mình đã ở trên đám mây. Thôi Hằng đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt đang ngóng nhìn phương xa, bỗng nhiên nói. Thành thư à, người từng đi hạ giới chưa? Dạ thưa, chưa từng đi à Với thanh thư lắc đầu một cái, hắn không hiểu vì sao, Thôi Hằng lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đủ loại tình huống của thiên khư giới đều không cho phép con rời đi. Nếu những người đi qua hạ giới liền sẽ phát hiện thiên cư giới thật ra nhỏ một cách kỳ quái. Ánh mắt của tôi hằng thâm thúy trầm giọng nói tiếp: một cái thế giới tròn tròn đất vuông còn tồn tại biên giới của đất đai cùng đại dương, cái thế giới này rất là nhỏ đấy. Bùi thanh thương nghe xong không nói gì, hắn không hiểu ý tôi hằng là nói gì nào. Lục trương ta còn tưởng rằng cựu đạo tiền môn phải chăng là cảnh giới Để lục của tiền giới, thậm chí cảnh giới còn cao hơn, dù sao bọn họ ngay từ ba ngàn năm trước đã là huyền tiên cảnh giới đệ tứ rồi. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói. Bây giờ ta nhìn lại, hẳn là không có khả năng lắm. Ao nhỏ như vậy, làm sao có thể toát ra nhiều thần long như thế? Tiền tôn qua lo lắng rồi. Cậu đã tuyên bồn làm sao có thể là cảnh giới đệ lục được? Bùi thanh thư chính là kinh ngạc không biết. Thôi Hằng vì sao lại có loại ý nghĩ này? Toàn bộ thiên cư giới phòng trừng cũng không có tồn tại cảnh giới đệ ngũ tiền giới. Cho nên, sau khi nghe lời nói của ngươi ta làm ra một cái quyết định thôi hằng chỉ chỉ phía dưới chỉ thấy có một đạo ánh lửa màu đỏ thẫm đang hướng về phương hướng biên giới đại chu bay đi đó là cửu hỏa viêm long trên móng của nó đã tôm lấy tiền nhân tồn vạn thế của thiên hợp thánh giáo ta dự định trước tiên diệt một cái tiền bồn thử một lần xem thế nào thôi hằng nhàn nhạt, nhạt nói ra Và sau khi biết rõ cấp độ thực lực của chiến đại tiền môn hắn dự định trước tiên phái một con cửu hỏa viêm long đi qua dò la tình huống một chút, cũng có thể dò xét một chút xem thực thực chân chính của đám gọi là cửu lão kia như thế nào. Con cửu hỏa viêm long này đã được tăng lên tới tiêu chuẩn kim đan hậu kỳ. Nếu như cửu lão tiền bồn thật là không có đạt tới cảnh giới đệ ngũ, có lẽ thật sắp bị diệt môn rồi. Trước tiền diệt, diệt một cái tiền bồn thử, thử xem ạ. À. Mũi thanh thư kinh ngạc không thôi, âm thanh đều có chút run rẩy trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù ở trong lòng của hắn tôi hằng vẫn luôn là vị tiền tôn trí cao vô thượng kia. Nhưng khi vị tiền tôn này đem việc tiêu diệt một cái tiền môn nói đơn giản như vậy, hắn vẫn cảm thấy cực độ khiếp sợ. Tiền môn là cái gì? Đây là khởi nguồn văn minh của cả thiên khứ giới, cũng là khởi nguồn của hết thảy võ công, là thế lực đỉnh phong từ thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại. Dừng là tổ sư của tuyệt đại đa số người bên trong toàn bộ thiên khứ giới. Có thể nói chỉ cần là sinh linh trên thiên khứ giới liền không có khả năng nắm giữ sức mạnh đối địch với tiền môn, bất luận là Bùi Thanh Thư hay là Lý Minh Quỳnh đều đã từ bên ngoài thiên khư giới học được võ công. Đạm nhất công càng là vốn dĩ không thuộc về thiên khư giới, nhưng cho dù bọn hắn điền thủ cũng không cách nào hoàn toàn chế trụ chiến đại tiền môn, càng không thể nào tiêu diệt bất kỳ một cái tiền môn nào trong đó. Bây giờ tôi hằng đem lại chuyện này nói nhẹ nhàng như vậy, tiền tôn rút cuộc cường đại đến mức độ nào? trong lòng của Bùi thanh Thư âm thầm thán phục. Chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi, chưa chắc sẽ thành công đâu. Thôi Hằng cười cười nói. Tới cùng ta kể một chút những năm gần đây người sống như thế nào đi. Còn có chuyện gì về Lý Minh Quỳnh nữa, người biết không? Vâng, thưa tiền tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, đang muốn bắt đầu nói rõ. Lại thấy Thôi Hằng bỗng nhiên khoát tay ngăn lại. Còn nói, tiền tôn à? Thôi Hằng tựa như cười mà không phải cười, nhìn hắn Ngươi không phải đều đã tự xưng đệ tử của ta rồi sao? Còn... Bùi thanh Thư nghe vậy, tức thì trận to hai mắt, trong lòng mừng như điên nói, sự tôn. Một trăm năm chục năm qua, Bùi Thanh Thư chưa từng cao hứng như bây giờ. Ban đầu chịu nhục yên lặng tù luyện 80 năm. 70 năm trước đột nhiên xuất thế, vài chục năm gần đây, dường đang quản lý quận Lâm Giang cùng với tiên môn chống lại vân vân. Hết tại toàn bộ những thứ này, và thời khắc này đều hóa thành niềm vui sướng đồng đậm tràn đầy ở trong lòng ngực của hắn. Không có chuyện gì càng làm cho người ta cao hứng hơn so với được tiền tôn. Không, là sư tôn công nhận. Đúng rồi, còn rốt cuộc có thể cho tiểu nhà đầu chết tiệt kia gọi mình là sư huynh. Dù sao chính mình nhưng là được sư tôn thừa nhận trước. Bụi thanh thư trong lòng tràn đầy vui mừng lại giống như là một đứa trẻ con cười ngây ngô hẳn lên. Nếu mà bộ dáng này của hắn để cho người khác trông thấy tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người đều là trừng mắt ra ngoài. Được rồi, đừng cười ngây ngô nữa nào. Thôi hàng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của bụi thanh thư. Cả cười mà nói. Sư phụ trước kiểm tra thân thể cho người một chút. Tuổi thọ của người bây giờ không quá bình thường đâu. Đại tạ sư tôn. Bụi thanh thư phục hồi lại tinh thần. Cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì chính mình vừa mới cười ngây ngô như vậy. Sư tôn có thể nói là trưởng bối duy nhất của mình. Ở trước mặt trưởng bối hớ hình lại tính là cái gì? Bản nguyên sinh mệnh của ngươi đang trôi đi cực kỳ nhanh đấy, Thôi Hằng rất nhanh kiểm tra ra chỗ xảy ra vấn đề, trầm giọng nói, biết là nguyên nhân vì sao không? Đệ tử cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Loại tình huống này sau một lần tình cờ đột phá giới hạn của thiên nhân liền xuất hiện ạ. À? Bùi Thanh Thư cười khổ rồi nói, có lẽ là bởi vì con lấy được lực lượng đủ cường đại, đặt tới cảnh giới vốn không nên thuộc về con. Trạng thái của Bùi Thanh Thư bây giờ rất kỳ quái, rõ ràng đã có lực lượng tương đương với trúc cơ đỉnh phong, nhưng cảnh giới vẫn còn dừng lại ở tầng thứ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Càng quỷ dị hơn là tuổi thọ của hắn, mới hơn 160 tuổi lại đã có vài phần vị đạo không còn sống lâu nữa. Người tu tiên trúc cơ bình thường, tuổi thọ tiếp cận ngàn năm, thiên nhân võ đạo tuổi thọ cũng là có 500 năm trở lên. Đây vẫn chỉ là tuổi thọ bình thường, nếu thì tu luyện một ít phương pháp kéo dài tuổi thọ hoặc là ăn một ít đan dược kéo dài tuổi thọ, tuổi thọ sẽ càng lâu dài hơn nữa. Tiền võ trì pháp, bồi thanh thư tu luyện, là tôi hằng dùng võ công làm trụ cột tham khảo công pháp tu tiền chế tạo ra chức năng kéo dài tuổi thọ coi như so với kém công pháp tu tiền chân chính nhưng hẳn là so với võ công bình thường thì mạnh hơn ít nhất có thể sống bảy tám trăm năm mới đúng chứ làm sao lại đoàn mạnh như vậy vấn đề là xuất hiện vì thực lực không phù hợp với cảnh giới hay sao tôi hàng vừa suy nghĩ tới đây vừa cẩn thận dùng pháp lực kiểm tra cẩn thận thân thể bùi thanh thư xuyên thấu qua từng tầng từng tầng sinh cơ suy yếu hắn cảm giác được một câu lực lượng hòa vào tứ chi bách hải lục phùng ngũ tặng của bùi thanh thư loại lực lượng này không có tinh thần như là pháp lực nhưng so với lực lượng pháp tướng thiên nhân thì cường đại hơn dường như là đem lực lượng tương đương với trúc cơ sơ kỳ cưỡng ép dung hợp cùng ký huyết kết quả ngưng tụ thành thiên nhân chi huyết sau đó không ngừng là ngưng tụ thành thiên nhân chi huyết quách trường thiên nhân chi huyết cải tạo toàn thân từ đó tu thành thân thể mạnh mẽ tương tự với kim thần Phật Đà. Vậy đơn giản mà nói, Bùi Thanh Thư chính là không thông qua loại phương thức này đem mình luyện thành một vị thiên nhân siêu cấp. Thiên nhân bình thường tôi ta chỉ có 12 giọt thiên nhân chi huyết, sau đó liền có thể dùng những thiên nhân chi huyết này làm trụ cột, thăng hoa thành hư ảnh pháp tướng, tiến tới đóng dấu pháp tháp thần thông. Mà Bùi Thanh Thư bây giờ toàn thân đều là thiên nhân chi huyết đấy. Có thể cũng chính là bởi vì loại phương pháp tu luyện này thân thể mặc dù vô cùng cường đại nhưng cũng để cho bản nguyên sinh mệnh của hắn chịu phá hoại cực kỳ lớn Tôi thọ chẳng những không có tăng trưởng còn giảm xuống rất nhiều tôi ta chỉ có thể sống bà giáp cũng chính là 180 năm bây giờ bùi thanh thư đã gần 170 tuổi đúng là không còn sống lâu được nữa sau khi so xét rõ biết một điểm này tôi hằng bỗng nhiên cảm giác tu vi nguyên anh của mình có tăng trưởng đường nét ngũ quan lại trở nên rõ ràng hơn mấy phần. Hơn nữa, biên độ còn không có nhỏ. Nhìn những con đường bùi thanh thư chính mình đi ra này, đồng dạng cũng là một loại tình huống không biết. Là đường tắt không biết mà hắn thăm dò ra dựa trên căn bản tiền võ trị pháp thôi hằng truyền thụ cho hắn. Nếu như có thể đem con đường này tiến hành sửa đổi, cũng tiếp tục phát triển tiếp, chưa chắc đã không phải là một đại lộ thanh thang. Thôi hằng ghi ngợi trong lòng thầm nói đầu tiên là phải giải quyết chính là vấn đề tuổi thọ. Thọ nguyên là khái niệm của nhân thế. Các giải thọ nguyên chính là tiến hành thăng hoa đối với bản chất thân thể hoặc là tiến hành bảo vệ đối với chức năng thân thể. Điều trước bình thường là đột phá cảnh giới mang tới. Điều sau bình thường là công hiệu của đan dược kéo dài tuổi thọ. Về đơn giản mà nói, chỉ cần có thể trợ giúp bồi thanh thư đột phá cảnh giới, tuổi thọ của hắn dĩ nhiên là sẽ đạt được đột phá thậm chí có thể sẽ có một lần tăng trưởng trên phạm vi lớn. Dù sao, thực lực của buổi thành thư bây giờ đã tương đương với trúc cơ đỉnh phong. Nếu mà lại đột phá nữa, liền có thể so với kim đan sơ kỳ. Mà ở sau khi biết rõ tình huống tù luyện của buổi thành thư, tôi hằng liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, có thể tiếp tục tham khảo phương pháp tù luyện võ đạo, cảnh giới đệ tứ tiền giới, đồng thời kết hợp mạch suy nghĩ của phương pháp tù tiên, ngừng luyện pháp thân. Chỉ có điều, loại pháp thần này cũng không phải là thăng hoa thành từ pháp tướng của cảnh giới đệ tứ mà là lấy lượng lớn tiền nhân chi huyết cùng với thần hồn hòa vào nhau hóa thành thiên nhân huyết hải sau đó lấy thần hồn cầu thông lực lượng thiên địa pháp thắc đem huyết hải thiêu đốt thân thể cùng với huyết hải dùng luyện chung một chỗ cuối cùng tạo thành một tôn trần thần võ đạo cực kỳ cường hãn hơn nữa loại phương pháp kiềm dùng nội ngoại đem nhục thân cùng lực lượng cơ thể để chính mình hoàn toàn dung hợp này khiến cho chân thần võ đạo hình thành sau khi đột phá so với pháp thân bình thường còn mạnh hơn. Chỉ cần chân thân võ đạo vừa thành, liền có thể lập tức địch nổi thái nhất huyền tiên. Vì vậy thôi hằng chậm rãi buông xuống bàn tay đặt trên vai Bùi thanh thư, thu hồi một tia pháp lực kia, mỉm cười nói. Vấn đề không lớn, sư phụ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết ư? Bùi thanh thư hơi nghi hoặc một chút, mà nhìn thôi hằng, lắc đầu cười khổ nói. Sư tôn không cần uổng phí sức lực, còn đây là mệnh trời sắp tới Bất kỳ đàn dựng kép dài tuổi thọ nào Cũng đều vô dụng Người kể tên tiểu tử này Lại không tin lời vì sự nói sao Tôi hằng cười mắng một câu Ngay sau đó duỗi ra một ngón tay Ngưng tụ ra một đạo tầm ấn Nhấn vào bi tâm của bùi thanh thương một cái Cứ tu hành y theo phương pháp Trong tầm ấn là được Cùng lúc đó Bùi thanh thư chỉ cảm thấy tin tức vô cùng vô tận thoáng cái tràn vào trong đầu óc của mình Một con đường vô cùng rõ ràng Hiện lên ở trong óc của hắn Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiên nhân chi huyết cực kỳ mênh mông trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng phun trào. Tất cả lực lượng thẩm thấu vào bên trong tứ chi bách hải vào thời khắc này đều bị điều động đi. Tất cả đều tập hợp lại, thật giống như hóa thành hải dương thiên nhân chi huyết vô biên vô tận. Hắn đã bắt đầu đột phá. Bùi Thanh Thư bị kẹt tại cảnh giới này đã có vài chục năm, tích lũy sớm đã đầy đủ rồi bây giờ tiếp xúc đến phương pháp đột phá, ngay lập tức liền phá vỡ công cùng xiềng xích thành giới ban đầu, bắt đầu bước lên tầng thứ mới. Rầm rầm. Tôi hằng cũng nghe được từ trong cơ thể của Bùi Thanh Thư truyền tới thành âm sóng biển chảy băng băng. Ngay sau đó liền thấy chung quanh càng người của hắn đều cháy lên một tầng ngọn lửa khí huyết màu đỏ thẫm. hai Dương Thiên Nhân chỉ huyết bắt đầu sôi trào, đem thân hồn hòa tan từng chút một. Thân thể Bùi Thanh Thư lại bắt đầu tỏa ra kim quang, lại tán mát ra mấy phần ý vị bất tử bất diệt. Đúng, đúng. Với lúc đó trong thiên địa vang lên tiếng đổ vang đình tái nhức óc. Bầu trời huyện thành Quan Châu bỗng nhiên có tầng tầng lớp lớp mây đèn hội tụ. Trong mây đèn cuộn cuộn, lại mơ hồ có thể thấy tỉa chớp lồng lộn. Cái dị tượng kinh thiên động địa này rất nhanh thì khuếch tán ra, lấy huyện Quan Châu làm trung tâm, hướng quân phường tam hướng lan tràn. Cũng trong thời gian cực kỳ ngắn, bao phủ hơn một nửa quận Lâm Giang cùng với một nửa địa vực quận Ngô Uyên bên cạnh. Vô số dân chúng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy trong lòng chính mình sinh ra một loại cảm giác hưng phấn vô cùng. Mỗi người đều cảm thấy trong dòng máu trong cơ thể của mình thật giống như là muốn sôi trào, vô cùng kích động. Về võ giả thì lại khác, nhất là võ giả bước vào cảnh giới tiền thiền đã thực hiện được nội ngoại giao cảm. Bọn họ toàn bộ đều cảm giác được một loại sợ hãi cực lớn. Ở trong cảm giác của những võ giả này trên bầu trời vốn là rỗng tuếch bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu lửa thật lớn sắp phải thiêu đốt pháp lý thiêu đốt quỷ tắc thiêu đốt nguyên khí thiêu đốt tiền vật dường như hết thảy những thứ này đều sẽ bị chôn vùi trong ngọn lửa này cũng có địa tiền kiến thức rộng cảm giác đây chính là dị tượng bắt nguồn từ thiên nhân chi huyết nhưng bọn hắn đời này đều chưa từng thấy qua thiên nhân chi huyết mình mồng tới như thế gần như không thể tìm được cảm giác của chính mình số ít thiền nhân cùng với thiên tiên mai phục ở phụ cận quận Lâm Giang thì là tất cả đều nhìn mà ngây người. Mỗi một người đều trố mắt nghẹn họng mà nhìn lên bầu trời, kinh hãi muốn chết. Đây, đây là có, có thiên, thiên quân mới đột phá sao? Chẳng qua cái suy đoán này rất nhanh lại bị chính bọn họ phủ định xuống. Bởi vì không có ai tin tưởng rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, căn bản là không có khả năng. Dù sao từ khi chiến đại tiền bồn xuất hiện tới nay, cho tới bây giờ cũng chưa có qua bất kỳ một vị cảnh giới đệ tứ của tiên giới từng sinh ra. Trực tiếp để cho cách xưng hồ huyền tiên, thánh nhất huyền tiên trở thành lịch sử gần như thất truyền. Nhưng mà trong chu thiên tinh đấu các ở cái quận lâm giang không xa, một tên lão giả râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, đã làm mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, lầm mầm nói nhỏ. Huyền tiên, huyền tiên mới à? Không, không đúng, lại không giống như là huyền tiên bình thường. Đây là cái gì? Không được, ta phải đi xem một chút. Rầm một tiếng, nương theo tiếng sấm kinh thiên động địa, từng đạo anh chớp màu vàng to bằng thùng nước từ trong mây đen đen nhánh rơi xuống, tất cả đều tinh chuẩn không sai sót, bổ vào trên người Bùi Thanh Thư đang đột phá. Anh chấp công ngừng phá hư trình tự của việc đang nỗ lực thiêu đốt thân thể, hội tụ thiên nhân chi huyết, đồng sâu pháp thắc thành tựu pháp thân Các loại của hắn ta. Nhưng vừa phá hư một chút, sẽ có càng nhiều thiên nhân chi huyết hơi sống tới. Thật giống như là một vùng biển khơi mênh mông, liên tục không ngừng chữa trị vết thương, ngăn cản cộng kích. Ở sau khi trải qua lưu đình oanh kích, ký thức bất hủ bất diệt trên người bùi thanh thư có chút yếu bớt, nhưng lại có được một loại ký thức trí cường trí chí chính, trí chí thuần trí dương, sức mạnh trở nên càng thêm mạnh hơn. Suốt cuộc ở sau khi 9981 đảo thiền đổi oanh kích xong, bùi thanh thư hoàn toàn đột phá thân thể vốn đã bắt đầu già yếu bây giờ trở nên vô cùng rắn chắc cũng vô cùng trẻ trung từ bộ dáng bốn năm tuổi ban đầu khuất phục thành bộ dáng hơn hai mươi tuổi lúc này bùi thanh thư cả người đầy cơ bắp trên da tàn ra ánh vàng nhàn nhạt tràn đầy khí thức cương mãnh thuần dương so sánh cùng trước kia đơn giản là tưởng như là hai người Sự tồn còn đột phá còn thật sự đột phá rồi bùi thanh thư ngửa mặt lên trời cười to thành ngầm như giấm chấn động khắp nơi để cho bách tính trong trù vì hơn mười dặm đều cảm giác choáng váng cả đầu óc trong khi bùi thanh thư đạt được đột phá thôi hằng tự tay tạo nên hết thảy những điều này bỗng nhiên cảm giác nguyên anh trong cơ thể mình biến hóa một chút bà thương trên người của đứa trẻ sơ sinh xinh xắn đẹp đẽ này lại hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng quá đỗi tinh khiết tràn đầy thuần dương chân ý có thể tùy thời cùng với hình dạng pháp lực ngưng tụ thành bất kỳ bộ dáng hơn nữa khiến cho tự phủ càng thêm cưng thật hơn. Cùng lúc đó, bản chất pháp lực của tôi hằng trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi trở lên. Càng người trở nên càng mạnh mẽ hơn, thực lực đạt được tăng lên vô cùng to lớn. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần lại có thêm mấy lần tình huống tương tự như vậy, chính mình nên có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, bước vào nguyên anh trung kỳ. Thu hoạch không khỏi cũng quá lớn đi. Đây chính là thu hoạch khi tìm tòi con đường tu luyện không biết sao. Quá kinh người rồi. Thôi hằng trong lòng thán phục không thôi. Mới vừa rồi, phản hồi hắn đạt được so với tất cả tìm tòi trước kia cộng lại đều phải nhiều hơn gấp 10 lần. Biên độ càng đét, tăng lên quá lớn, quá bất hợp lý. Điều này thậm chí để cho hắn có một loại ý tưởng là mình có thể nơi nào cũng không đi, chỉ suy nghĩ con đường tu luyện không biết liền đủ đột, đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Chẳng qua thôi hằng rất nhanh thì từ bên trong cảm giác mừng như điên này mà tỉnh táo trở lại. Nghĩ lại là biết, loại tình huống này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, càng không phải mình hay mày mò suy nghĩ là có thể nghĩ ra được. Tiền võ chỉ pháp bồi thanh thư tu luyện là tôi hàng tham khảo cơ sở võ công cùng với lý niệm tù tiền sáng tạo ra. Con đường trải rộng thiền nhân chỉ huyết khắp toàn thân là bồi thanh thư sau khi đi tới phần cuối của tiền võ chỉ pháp lại tham khảo phương pháp võ đạo của thiền nhân mà luyện thành hơn nữa còn là ngoài ý muốn mà xúc tiến. Sau đó phương pháp luyện đến thuần cưng chân thân, chính là tôi hằng đem phương thức tu luyện pháp thân thông huyền của cảnh giới đệ tứ tiên giới cùng lý niệm ngưng luyện kim đan kết hợp với nhau sáng tạo ra. Có thể nói từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, cái con đường mới này đều không phải là vô căn cứ mà bịa ra được. Khởi nguồn mỗi một bước đều có dấu vết mà lần theo. Lý niệm mỗi một bước đều có ngọn nguồn có thể tìm kiếm không phải là nước không có nguồn, không phải là cây không có trễ. Trừ phi lại để, để cho ta tiếp xúc được phương pháp tu luyện khác với võ đạo, có thể kết hợp với lý niệm tù tiền, sáng tạo ra một con đường khác. Nếu không, có muốn đạt được thu hoạch loại trình độ này, gần như là không có khả năng. Thôi Hằng cũng thầm nghĩ trong lòng. Có điều nếu như có thể có được một người đem tiền võ trí pháp ta sáng tạo đi ra con đường mới, lại trải qua trợ giúp của ta, đột phá đến cảnh giới tương tự với Kim Đan, hẳn là vẫn có thể có thu hoạch không nhỏ rồi điều này liền khiến cho hắn nghĩ tới lý minh quỳnh nghĩ tới đây tôi hằng liền trực tiếp hướng bùi thanh thư mà hỏi dò. được rồi thanh thư ngươi có biết minh quỳnh bây giờ là tình huống gì không nàng cũng như ngươi đem thiên nhân chi huyết trải rộng toàn thân sao bùi thanh thư nghe vậy nụ cười trên mặt không khỏi cứng đơ tâm tình toàn khái trở nên cực kỳ phức tạp thì ra ở trong tâm cảm của sư tôn trọng yếu nhất vẫn là lý minh quỳnh mình mới vừa đột phá sự tôn điện hỏi tình huống của nàng rồi nhưng mà cái ý nghĩ này mới vừa dâng lên liền khiến cho chính hắn rất là khiếp sợ bỗng nhiên cảm giác tâm cảnh của mình dường như cũng theo sau thân thể mà cùng trở nên trẻ lại khi ở trước hắn tuyệt đối không có loại ý nghĩ như mới vừa rồi sau khi bùi thanh thư ý thức được điểm này hơi bình phục tâm tình một chút hít sâu một hơi mà nói nàng ấy cũng có thực lực có thể so sánh với cảnh giới phật đà chẳng qua không phải là cùng đệ tử đi chung một con đường. Nhưng tình huống cụ thể, đệ tử cũng không có hỏi rõ. Quan hệ của hai người bọn họ thật ra là tương đối phức tạp. Có một ít thủ oán, cũng có duyên phận thầm sâu, lại là chiến hữu liền mình hợp tác cùng chống chọi lại tiên môn. Nhưng giữa hai bên lại rất ít trực tiếp thăm viếng, bình thường chẳng qua là liên lạc qua thư thôi. Tự nhiên rất ít hỏi loại chuyện bí mật này. Nàng đại cũng đi ra một con đường thuộc về mình sao? Tôi hằng nghe vậy rất là kinh nghỉ. Chuyện này ý nghĩa là hắn lại có thể thu hoạch được một đợt lớn rồi. Đây chính là vô cùng hiếm thấy đấy. Bùi thanh thương nghe vậy hơi trầm sắc mặt, sau đó nắm quả đấm nói. Sư tôn à, con cảm thấy bây giờ mình cường đại đến mức trước đó chưa từng có. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới đệ tứ tiền giới sao. Đúng thật là lợi hại. Ừ, trải qua lối kiếp tẩy lễ, luyện thành thuần dương chân thân, thực lực mới vừa rồi đột phá, liền tương đương với thái nhất huyền tiên rồi. Thôi hàng đầu tiên là cười tán dương một câu, ngay sau đó lại lắc đầu thở dài nói. Chỉ là đáng tiếc, bất thủ kim tính ở trong lôi kiếp giảm bớt đi nhiều, không cách nào khiến cho người tích huyết trọng sinh. Thọ nguyên cũng chỉ kéo dài được 800 năm. Sư tôn à, đệ tử đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Bùi thanh thư khiêm tốn nói. Tuần dương chân thân vừa thành, kéo dài tuổi thọ 800 năm, có thể chặt đầu không chết, có thể sống lại từ tay chân cụt. Đây là tạo hóa thông thiền sư tôn ban cho. Tình huống bây giờ của hắn có chút tương tự với kim đàn bản yếu. Không cách nào tích huyết trọng sinh, chỉ khi trình độ hoàn chỉnh của thân thể vượt qua 5 phần 10 mới có thể sống dậy, kéo dài tuổi thọ cũng tương đối ngắn. Chẳng qua đúng như bùi thành thư tự nói, điều này đối với người đã thọ quyền sắp hết, không còn sống lâu được như hắn mà nói, đúng là tạo hóa thông thiên rồi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi, con đường phía sau còn rất dài đấy. Tôi hằng mỉm cười dặn dò một câu, sau đó ánh mắt chuyển về một hướng khác, khẽ cười nói, có khách nhận tới đấy. Vừa dứt lời, chỉ thêm một đạo hào quang phát ra ánh sáng màu bạc óng ánh như sao trời từ phương xa bay đến, lại dừng ở chỗ cách bên này chừng trăm dặm, dường như đang cẩn thận quan sát tình huống bên đây. Người tới dường như là một tên thiên quân, nhưng khí tức trên người lại rõ ràng có thể cảm giác được cao hơn thiên quân, thậm chí là cao hơn phật đà. Đây là ký thức thuộc về huyền tiên đã được Phật môn chính là ký thức chính quả bồ đề. Xong lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không quá chân thực, có chút hư vô. Thì ra là phân hồn phụ thể. Tôi hằng tập trung nhìn lại. Sau đó, hắn đã nhìn ra huyền diệu trong đó, nhàn nhạt, nhạt, nói. Đến đây đi, nếu không lấy chút tu vi này của ngươi, đừng nói là cách nhau trầm dặm, coi như là ngăn dặm phản dặm, ta cũng là thuận tay bắt người thôi. Người ở xa xa kia nghe vậy, rõ ràng run một cái, sau khi hơi do dự vẫn là bày tới. Đây là một lão giả nhìn qua đã bảy tám chục tuổi, dầu tóc bạc phơ phơ, mặt mũi nhăn nheo, mặc pháp bảo có hoa văn ngôi sao từ đằng sau bày tới. Tiểu tiên bái kiến tiền tôn. Lão giả này rõ ràng đã nhìn ra thôi hằng mới là người chủ đạo nơi đây. Bùi thanh thư lúc này cũng đang có dáng dấp cung thuận đứng sau lưng thôi hằng. Bây giờ lão giả này hối hận muốn chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chứ mình chẳng qua là tới giỏ xét tình huống xem có phải hay không có một tên huyền tiên mới ra đời có thể hay không lôi kéo hay là phải tiêu diệt đi lại gặp một nhân vật khủng bố vượt quá tưởng tượng cường đã đến nỗi không thể tưởng tượng nổi rồi thật ra thì tôi hằng đã tận lực thủ liễm khí tức nguyên anh trên người mình dù sao toàn lực thi triển uy áp nguyên anh đủ để cho cả tiên vực tinh cầu này run rẩy nếu mà làm như vậy thì ở thiên khư giới rất khó đoán trước sẽ có hậu quả gì con điều cho dù là như vậy lão già vẫn cảm giác Thôi Hằng là một vị nhân vật mạnh mẽ cực kỳ, không thể diễn tả được. Đối mặt với môn nhân nhân vật như vậy, hắn chỉ cảm giác tự xưng là tiểu tiên thôi. Phân hồn bám vào trên người của ngươi là ai thế? Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề ngay, dứt khoát dò hỏi. Ngay cả thân phận của lão già này đều lời hỏi thăm. Cái này... Lão già hơi do dự, vẫn là thành thật trả lời. Là tổ sư trong chu thiên tình đấu các của ta, cũng tức là một trong cựu lão tiền môn chính là nhờ một luồng thần hồn bám vào, đem thực lực của hắn từ tầng thứ tiên quân xương cao đến trình độ huyền tiên, để cho hắn có lực lượng cảnh giới để tứ tiền giới. Quả thật là cùng đặc tính trên thần tình cái thế đại ma kia sống nhau như đúc. Tôi hằng từ bên trên luồng phân hồn này thấy được các loại đặc tính bất tử quỷ dị kia, trong đáy mắt liền có phán đoán. Cùng lúc đó, tu vị nguyên anh của hắn cũng thu được một tia tăng trưởng nhỏ xíu. Vị tiên tôn này tổ sư phái ta cũng không phải là đại ma đầu. Lão giả kia không nhịn được phản bác một câu. Mặc dù hắn biết chính mình như vậy, rất có thể tại chỗ bị giết chết. Nhưng vì thể diện tông môn, hắn vẫn đã làm như vậy đấy. Có phải không? Thôi hằng cười khẽ một tiếng. Thật ra thì hắn mới vừa nói cũng không phải là cái vị kia ở chu tiền tình đấu các Nhưng hắn cũng không có lại giải thích tiếp. Dù sao bàn về cái gọi là ma tính, hai người đúng là không có khác biệt. Nếu như bà ta đoán không sai, cựu lão tiền môn vẫn luôn không có ra tay, là bởi vì đang đối kháng với trạng thái dị thường nào đó, phải không? tôi hằng cười hiếp mắt nhìn lão già này. Ánh mắt của hắn đủ để nhìn thấu thần hồn của lão già này, thấy rõ một luồng phân hồn bám vào ở phía bên trên kia. Phía trên tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt mơ hồ có tính chất bất hủ kìm tính, nhưng càng nhiều hơn là ký thức điên cuồng cùng phẫn nộ. Chẳng qua là cổ khí thức bị lực lượng của bản thân phân hồn bao quanh, không cách nào tiết ra ngoài, cũng không cách nào can thiệp ngoại giới, tạm thời cũng không có ảnh hưởng đến tên lão giả bị phân hồn bám vào này. Xin thứ cho Tiểu Tiên không thể trả lời. Lão giả chắp tay nói, không cần người trả lời đâu. Thôi hằng Bìm cười đáp, đồng thời ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chờ sau khi cái thử nghiệm của ta kết thúc, có lẽ ta liền sẽ đích thần đi hỏi hắn đấy. Ở phương hướng kia, cửu hỏa viêm long đang tốm lấy tôn vạn thế chạy như bay con cửu hỏa viêm long này là con thứ hai thôi hằng từng tụ ra tên là nhị hỏa nó được ngưng luyện lúc thôi hằng là kim đan đại thành sau đó liền theo huệ thế cùng đi đến tiền khư giới linh tính vẫn luôn không có được tăng trưởng cho nên liền lộ ra có chút ngu ngốc cho dù là sau khi thôi hằng đến đây sao cho nó càng nhiều linh tính và pháp lực hơn đem nó tăng lên tới trình độ kim đan hậu kỳ nhưng nó vẫn có thói quen gào gừ hơn so với thích nói chuyện. Trên thực tế, nó đã có năng lực miệng nói được tiếng người. Chẳng qua để biết rõ con đường đi thiên hợp thánh giáo, Hòa Nhị chỉ có thể không ngừng hỏi Tôn Vạn Thế. Chuyện này coi như đã làm khổ cho Hòa Nhị rồi. Khiến cho nó cảm giác mình đơn giản là con rồng khổ nhất trên thế gian này, lại phải không ngừng nói chuyện đấy. Cũng bạch Tôn Vạn Thế đã hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi. Cơ bản cũng không dám đùa giỡn gì. Nói ra tin tức toàn bộ đều là thật và Nhĩ rất nhanh thì thuận theo chỉ dẫn, tìm được vị trí sơn bồn thiền hợp thánh giáo. Sau đó, nó liền đem tôn vạn thế thả đi. Đột nhiên được tự do, khiến cho tôn vạn thế vui mừng quá đỗi. Trong lúc mừng như điên, hắn không chút nghĩ ngợi tiến bay trở về sơn môn. Nhưng vừa vặn gặp sư phụ mới vừa trở lại sơn môn của hắn. Chính là cái tên sư phụ chừa cho hắn tờ giấy rồi chạy đi một mình. Thầy cho hai người trố mắt nhìn nhau. Lão già dẫn đầu hỏi, hắn cau mày, nghi ngờ không thôi nhìn tôn vạn thế trầm giọng nói. Người làm sao mà trở về? Làm sao lại nhanh như vậy? Ta, ta chính là ta chạy trở về mà. Tuần vạn thế cố giả bộ trấn định, không có đề cập đến chuyện cửa hỏa viêm lòng. Sự tồn à, viện thành quan châu bên kia quả thật quá mức nguy hiểm. Ta liền... Sau lưng người là cái gì? Lão giả bỗng nhìn nghiêm nghị quát lên. Là vết lửa bỏng, ừ, có, có... còn rất mới đấy, ừ, không tốt, giống. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng rồng gầm ở trên bầu trời thiên hợp thánh giáo vang dội bầu trời xanh thẳm trong nháy mắt hóa thành biển lửa màu đỏ thẫm bên trong thiên hợp thánh giáo từng tòa cung điện đền thờ vàng son lộng lẫy nằm san sát nhau ở chỗ trung tâm còn có một cái quảng trường một bức tượng đá hình người cao hơn bưởi trượng đứng sừng sững ở đó đắm chìm trong ánh mặt trời toàn thân vô cùng rực rỡ mấy trăm tên đệ tử tụ tập ở trên quảng trường này hai đầu gối quỳ xuống đất hai bàn tay nắm lại để ở trước ngực híp mắt trong việc nói lẩm bẩm truyền tâm cầu nguyện Bức tượng đá này điêu khắc một gã nam tử uy mãnh, người mặc áo giáp, tay cầm đao lớn, dáng vóc vô cùng cường tráng, là thần linh thiên hợp thánh giáo thờ cúng, xưng là thiên hợp thần tôn. Dựa theo cách nói của thiên hợp thánh giáo, vì thiên hợp thần tôn này là một trong 36 thần tướng dưới quyền của thiên thần sáng thế, phụ trách đem bầu trời khép lại khi thiên thần sáng tạo thế giới khai thiên lập địa. Vì vậy mà được gọi là thiên hợp thần tôn mà tiên hợp thánh giáo chính là giáo phái thờ cúng tiên hợp thần tôn. Đệ tử trong giáo lúc ban đầu đều là giáo đồ thờ phụng thiên hợp thần tôn. Tất cả võ công đều là truyền thừa xuất phát từ giáo chủ đời thứ nhất, vì hầu hạ bên cạnh tiên hợp thần tôn mà lấy được. Chẳng qua là từ một ngày nào đó, khi tiên hợp thần tôn không còn hưởng ứng khẩn cầu của tín đồ, bất luận cầu khẩn như thế nào cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Tính chất của cái giáo phái này mới dần dần chuyển hóa thành tông môn võ đạo bắt đầu như thường chiêu thu đệ tử. Đương nhiên đồng cốt tuyệt đối trong thiên hợp thánh giáo vẫn là tin thờ thiên hợp thần tôn. Nếu như muốn đảo nhiệm chức vụ trọng giáo hoặc là muốn đạt được võ công thần cảnh trở lên thì nhất định phải trở thành tín đồ của thiên hợp thần tôn. Hơn nữa, từng người tín đồ đều tin tưởng thiên hợp thần tôn không phải cố ý không hồi đáp khẩn cầu của giáo đồ chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó đã đâm vào ngủ say mà thôi chỉ cần mỗi ngày chuyên tâm cầu chúc liền có thể câu thông cùng thiên hợp thần tôn không chỗ nào không có mặt thời gian lâu dài liền có thể để cho thần tôn trong ngủ mê lần nữa cảm giác được phương thế giới này sau đó lần nữa thức tỉnh trở về để cho quang huy của thần lần nữa chiếu rọi mặt đất vì vậy đệ tử thiên hợp thánh giáo chỉ cần là ở bên trong sơn môn mỗi ngày đều chưa ra một giờ đi tới trên trung ương quảng trường tiến hành cầu chúc làm ra công hiến kêu gọi thiên hợp thần tôn tỉnh dậy mà toàn đại điện hùng vĩ ở phía sau bức tượng thần này chính là trung tâm quyền lực của thiên hợp thánh giáo là địa phương chỉ có giáo chủ và bài vị trưởng lão mới có thể đi vào hết thảy đại sự quyết định trong thiên hợp thánh giáo cũng đã sẽ tiến hành ở bên trong cung điện này đây nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn